Thầy bố thí cho con xin hỏi, con ở nhà tu tập, con đọc kinh sám hối xong, con đọc chú Đại Bi, đọc Đại Bi thập chú sau và niệm Phật. Con tu như thế có đúng không ạ? Con mong thầy chỉ dạy. Thường ấy thì đọc chú trước xong mới đọc kinh. Đọc chú trước. Bắt đầu quy kính Tam Bảo, nguyện hương sám hối tổng xong, ngồi xuống tụng lư hương các chú xong, bắt đầu vào Đại Bi thập chú đã. Đại Bi thập chú xong mới vào kinh. Vào kinh gì thì kinh, tụng kinh sám hối thì sám hối, tụng kinh gì thì kinh. Xong kinh bắt đầu vào là bát nhã. Bát nhã xong mới đến niệm Phật. Niệm Phật xong thì hồi hướng. Hồi hướng xong đến gì ạ? Tam tự quy. Theo cái quy trình và khóa lễ nó có tuần tự như vậy. Đầu tiên là trì chú, sau đó đến tụng kinh. Kinh xong đến gì? Đến bát nhã. Bát nhã xong đến chú vãng sinh. Chúng ta nhớ là những người tu tịnh độ chúng ta là sau bát nhã là chú vãng sinh. Sau chú vãng sinh mới đến kệ niệm Phật, niệm tứ thánh hiệu Bồ Tát, vân vân. Sau đó mới đến hồi hướng phát nguyện tam tự quy. Đây là cái trình tự tu như thế. Còn đây Phật tử nói là tụng kinh sám hối trước, sau đó mới chủ trì chú Đại Bi mới niệm Phật. Nói chung sai thì nó không sai. Tất nhiên ở trong món ăn đó thì ăn canh trước cũng được. Nhưng thường thường là chúng ta hay ăn cái gì trước? Hả? Người chúng ta thường ăn gì trước? Cho cái gì trước xong mới cho cái gì vào miệng sau? Hả? Đang bưng cơm nhưng ăn canh trước hay là ăn cơm trước mới cho canh vào? Hả? Ăn canh trước thì cũng có gọi là sai không? Cũng không sai. Nhưng mà thường là gì? Thường là ăn gì? Cơm vào miệng trước, và xúc cơm vào miệng trước xong mới gì? Mới đến gì? Đến canh. Cơm là chính, còn canh là gì? Là mồi, đúng không? Miếng mồi để cho chúng ta thì nó lừa cái miệng, lừa cái lưỡi chúng ta để nuốt được cơm. Cho nên thường chúng ta thì ăn hai bát cơm, nhưng ăn mấy bát canh? Canh thì chút thôi, đúng không? Có ai ăn hai bát cơm mà ăn thêm hai bát canh không? Có mỗi ông Thịnh thôi. Ông Thịnh thì ăn gì ạ? Ông ăn rau nhiều hơn, cho nên là gì? Tôi một bát canh thì mang lên thì ăn hết gần cả bát canh to. Cơm có gì ăn bát thôi, nhưng mà canh thì ăn rất nhiều. Nhưng tất nhiên là ăn rau, ăn canh rau, còn làm bát canh thịt như các quý vị thì chết. Hai bát cơm, hai bát thịt thì chết toi. Đấy. Cho nên ở đây á, nói như vậy để chúng ta thấy gì? Ở trong nhà Phật chúng ta thường thường á, là khi mà nếu mà muốn trì cải chú đến tụng kinh thì chú trước kinh sau. Đấy, như thầy nói đó thì nên như thế thì nó sẽ thuận hơn.